Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về chùa Trấn Quốc, cổ tự ngàn năm tuổi, nằm về phía đông của Hồ Tây. Chùa Trấn Quốc với tuổi đời hơn 1.500 năm là ngôi chùa cổ và linh thiêng bậc nhất của Hà Nội, từng là trung tâm Phật giáo Thăng Long dưới thời nhà Lý Trần. Chùa Trấn Quốc bây giờ đã trở thành một cái điểm du lịch tâm linh của thủ đô, thu hút khách du lịch đến. Năm 2016, chùa Trấn Quốc đã lọt vào danh sách 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới do báo Daily Mail của Anh bình chọn. Chùa Trấn Quốc ban đầu có tên là chùa Khai Quốc, được xây dựng vào năm 541, thời nhà Tiền Lý. Lúc đó chùa nằm gần bờ sông Hồng, bởi vậy khi sạt lở vào năm 1615, chùa được di dời vào phía trong đê Yên Phụ. Chùa Trấn Quốc nép mình trên con đường thanh niên tấp nập, là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ lâu. Chùa Trấn Quốc đã trải qua rất nhiều trùng tu, diện mạo đã có phần thay đổi, quy mô và kiến trúc chùa giờ là một kết quả của một đợt trùng tu lớn vào năm 1815. Tổng diện tích chùa hơn khoảng 3.000 m², bao gồm cả vườn tháp, nhà tổ và thượng điện. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông với kết cấu và kiến trúc gồm 3 ngôi chính là tiền đường, nhà thiên hương và thượng điện nối với nhau. Nhà tổ nằm bên trái thượng điện và bên trái là bia, còn lưu giữ 14 tấm bia mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Năm 1998, ngôi bảo tháp Lục Độ Đài Sen được xây dựng. Đến năm 2003 thì được hoàn thành, tạo ra một khu vườn tháp của chùa. Ngôi bảo tháp cao 15m, gồm 11 tầng. Ở mỗi tầng tháp đều đặt một pho tượng Phật A-di-đà, tạo nên một vẻ đẹp uy nghi, linh thiêng. Năm 1959, trong chuyến thăm đến thủ đô Hà Nội của Tổng thống Ấn Độ, đã tặng cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề đạo tràng, nơi mà Đức Phật Thích Ca ngồi hành đạo cách đây hơn 25 thế kỷ. Hiện nay, chùa còn lưu giữ nhiều pho tượng Phật và Bồ Tát có giá trị lớn, chủ yếu đặt ở thượng điện. Trong đó, nổi bật nhất là bức tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn được làm từ gỗ, sơn son thiết vàng, là bức tượng Niết Bàn đẹp nhất ở Việt Nam. Qua bao thăng trầm của thời gian, chùa Trấn Quốc vẫn nằm đó uy nghi, mang nét đẹp yên bình mà cổ kính giữa lòng thành phố Hà Nội tấp nập. Hàng năm, chùa thu hút rất đông Phật tử thập phương đến dâng hương